top 3 nhân vật ác nhất Việt Nam Cộng Hòa. Nghe đến tên là ai cũng sợ, không phân biệt giai cấp hay tầng lớp nào. Có thể nói giai đoạn hỗn loạn thời Việt Nam Cộng Hòa là cái nôi sản sinh ra nhiều người máu lạnh. Không có kẻ ác nhất, chỉ có những kẻ ác hơn và tàn nhẫn hơn nữa. Chính vì sự phức tạp và đau thương trong lịch sử và bối cảnh chiến tranh leo thang, cái thời mà coi việc kết liễu một ai đó là thành tích, coi sự cướp bóc là quyền hành và địa vị. Chúa đảo Nguyễn Văn Vệ là điển hình cho sự tàn bạo và thâm độc. Sự kiện chuồng cọp năm 1970 khi bị phơi bày đã làm chấn động cả thế giới. Những người tù đã ăn, ngủ, tiểu, đại tiện chung một chỗ. Bên trên là song sắt và hành lang đi lại dành cho những tên cai ngục theo dõi tù nhân. Đây là nơi biệt giam khắc nghiệt nhất. Người tù bị cùm chân và phải nằm trên nền xi măng ẩm thấp. Điều kiện vệ sinh và ăn uống tồi tệ, thường xuyên bị tra tấn. Trên hành lang chuồng cọp luôn có những thùng vôi và nước. Nếu tù nhân la hét và chống đối sẽ bị lính canh ném vôi bột xuống mù mịt và dội nước để tra tấn. Thậm chí để qua mặt phóng viên thì Trần Văn Vệ còn cho xây riêng cánh cửa bí mật. Ai hỏi thì Thủ tướng Trần Thiện Khiêm giúp chối rằng chẳng có người tù nào là sinh viên tại Côn Đảo cả. Các tù binh được đối xử rất tốt, đúng là kẻ hứng người đưa. Không kém cạnh Côn Đảo về sự tra tấn, trại tù binh Phú Quốc nổi tiếng với những hình thức moi tin tức khủng khiếp khiến nhiều tù nhân thiệt mạng. Bảy Nhu là một trong những cai ngục tàn nhẫn bậc nhất. Ông luôn tìm mọi cách để dùng những hình phạt thể xác kinh hoàng. Dưới quyền cai quản của hắn, Phú Quốc trở thành địa ngục trần gian với không khí đầy tiếng la hét van xin. Những hình phạt như treo người lơ lửng, đánh đập thể xác tàn nhẫn, nhục hình bộ phận sinh dục, đập vỡ mắt cá chân, ép vỡ lồng ngực, rút móng chân móng tay, nhổ gần từng chiếc răng là chuyện thường ngày đối với những người tù chính trị. Bằng sự khát máu của mình, Bảy Nhu đã trực tiếp khiến nhiều người cách mạng phải hy sinh trong đau đớn hoặc mang thương tích phải chịu cả đời. Một tay sai khác của Việt Nam Cộng Hòa cũng gia nhập đường đua những kẻ sát nhân. Liên Thành đã leo lên vị trí chỉ huy lực lượng cảnh sát đặc biệt ở Huế. Hắn cùng với thuộc hạ của hắn ngày đêm lùng sục để bắt bớ và đàn áp bất cứ những người theo cách mạng. Năng nổ hơn cả lính Mỹ, một lòng muốn lập chiến công cho Việt Nam Cộng Hòa. Khi vụ án sát hại thầy giáo Ngô Kha xảy ra tại Huế, Liên Thành đã gây phẫn nộ lớn trong dư luận. Nguyên nhân là do Ngô Kha tuyên truyền đấu tranh qua thơ ca, chống lại chính quyền. Thế tại sao Ngô Kha đã dám mạnh mẽ lên tiếng dù biết trước kết cục sẽ bi thảm như thế? Vì chính Liên Thành cũng là người đã tàn nhẫn ra tay sát hại người bạn thân thời thơ ấu ăn chung, ngủ chung của ông bằng cái cách tàn nhẫn không thể diễn tả bằng lời. Chỉ vì muốn lập công đến phát điên, kẻ sát nhân Liên Thành, tay sai của Việt Nam Cộng Hòa, có thể nói chuyện đi ngược đạo đức thế nào cũng dám làm. Nếu bạn biết ai tàn ác và ám ảnh hơn ba nhân vật này, để lại bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Bấm đăng ký kênh để cùng nhìn lại những sự kiện đặc biệt trong những trang sử của nước Việt.